Nhà mình vẫn thế thôi anh ạ. Cái tiền mà anh gửi về 2 năm đầu tiên đi, em cho sửa lại cái bếp, với lại em cho chống thấm lại mấy cái mái. Còn màu sơn thì em vẫn giữ nguyên, em không cho sửa cổng, vì em sợ anh về không nhận ra nhà thì tỏi. Ta vẫn nhớ hết mà. Vâng, anh nhớ hết, chỉ quên mỗi thằng em trai này thôi. Thôi đi vào đi, 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 vào. Khánh ơi, Mầm ơi, bác Chí về rồi này. Dạ, em chào bác ạ. Cô à? Dạ, đây là Khánh vợ em đấy ạ. Dạ, anh Tuệ nghe em cả đêm qua không ngủ được để chờ đón bác về đấy ạ. Anh có quà cho cô. Bác chú đáo quá. Dạ, em xin bác ạ. Con đâu? Mầm ơi! Ra đây con. Nào, ra chào bác đi nào. Con chào bác đi con. Con chào bác, con là Mầm, con gái của Tuệ ạ. Năm nay con lớp 2 ạ. Lớp 2 là mấy tuổi? 7 tuổi ạ. Cháu gửi ạ. Chào Di. Cái Khanh đâu? Nó có ở đây không? Anh trai của anh Tuệ mới về nước, cho nên chị Khanh chị phải bận rộn chuẩn bị cỗ bàn cô ạ. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ, chắc là phải vui vẻ hạnh phúc lắm. Từ khi anh không liên lạc về, em không có một đêm nào ngủ yên cả. Em lo cho anh, không biết là anh đang sống hay là đã chết rồi. Em ân hận vô cùng khi ngày đấy bắt anh đi trốn. Nhiều đêm em dằn vặt mình, muốn chết luôn đi cho nó xong. Em nói anh biết nhá, ở trên cõi đời này anh không tin em thì anh không tin ai được nữa đâu. Tao mới ra tù. Đây, thẻ tín dụng của em, anh giữ mà dùng. Thôi, không cần. Cả họ nhà ngoại nhà em ấy biết anh có tiền rồi đấy. Thì xuống mà không có tiền là xong cái gì vậy thế? Không lẽ bây giờ anh chạy xuống dưới nhà anh bảo là tôi không có tiền đâu nhá, tôi vừa đi tù về nhá. Anh thấy có ngửi được không? Thôi cầm lấy đi. Thôi để tao xuống tao nói với vợ mày. Anh điên đấy hả? Tính vợ em biết. Cứ để êm đã rồi tính. Cái điều quan trọng nhất ý là anh mới về nước, em không muốn anh phải lo chuyện tiền bạc. Thôi cứ giữ nó đi, không vấn đề gì, tiền của em mà. Rồi, tao vay, có tao trả sau. Tốt, trả được gấp đôi thì tuyệt vời. Bây giờ mới là chuyện quan trọng rồi này. Cái này em nhờ anh nhé. Đây, đây là 500 đô. Anh đưa cho vợ em, bảo với vợ em là đây là quà. Quà cái gì nữa, tao tặng nước hoa rồi đây. Anh cứ đưa cho vợ em đi, em đảm bảo nhá. Vợ em ấy mắt đang thèm nhèm nhiên, sáng bừng lên luôn. Có khi mê anh tít luôn đấy chứ.